Hello cả nhà. Hôm nay vợ chồng Ân bay từ Hy Lạp về Canada. Bình thường tụi Ân bay với hãng hàng không Bồ Đào Nha. Hôm nay lần đầu tụi Ân thử bay với hãng hàng không của Đức tên là Condor. Bay hãng thương gia thì ở đâu cũng chỉ vì cái ghế bấm nằm dài ra như cái giường thôi cho dễ ngủ. Nhưng mà hãng này có nhiều cái dễ thương như cái dép này nè. Nên là hôm nay Ân quyết định review để cho cả nhà cùng xem nhé. Đầu tiên là vừa ngồi xuống chưa nóng đít thì nhân viên đến mời uống champagne ngay lập tức. Ân kiểu, hồi ôi giờ luôn hả, uống liền luôn hả. Cái lúc này là table bấm vừa các bạn nó bung ra. Xong đến giờ ăn thì nhân viên đến trải khăn bàn cho mình nè. Cái bàn này rất là linh động, kéo gần kéo xa được, nhỏ nhân thì kéo gần nè, còn mấy ông bụng bự thì kéo xa ra. Còn đây là những cái nút điều chỉnh ghế nè, như là chế độ ngồi đọc sách, ngồi ăn nè, hay là nằm ngủ thẳng cẳng như cái giường nè, là ngồi thẳng lúc máy bay, hạ cánh và cất cánh. Còn cái này là cái giống như cái túi của Doraemon, trong này có đủ thứ. Mỗi hãng thì cái design nó khác nhau. Mở ra xem hãng này bên trong nó có gì nha. Đầu tiên là lotion dưỡng da nè. Rồi bạn chải đánh răng và kem đánh răng. Miếng bịt mắt cho dễ ngủ. Chất liệu cũng êm lắm nha. Thử coi. Đó là gì đây? Tiền tiến tiền. Một đôi vớ size to. Không phải size mình. Hỏi cất vô. Cái gì đây? À, lipstick dưỡng môi. Thôi anh thử nha. Môi hơi khô. Cuối cùng là cà visit. Cái túi này hơi xịn nè, nó giống như là cái ba lô nhỏ vậy đó. Mở bung ra đó, mình để đồ vô được. Để mấy cái đồ linh tinh hồi nãy nó bỏ trong cái túi giấy đó. Còn đây là remote control để xem phim. Cái tivi ở hãng này hơi bị to nha. Hello, tôi đây. Tôi nè. Cheers. 1, 2, 3, vô. Sau màn uống champagne dạo đầu thì tiếp theo là chụp hình tự sướng. Tiếp theo là nhân viên mang đồ uống đến. Có thì nhân viên đến đưa menu để cho mình order thức ăn. Đầu tiên ấn tượng cái cake này là hết thức ăn của buổi tối hôm nay luôn á. Nhưng mà chưa đâu, còn thêm nữa nè. Còn đây là cái hũ đựng muối và tiêu. Ân tâm đắc nhất hình máy bay, so cute luôn. Thích quá. Cái bánh này nổi tiếng ở Đức nên là đi máy bay của hãng Đức tất nhiên phải có nó rồi. Còn bây giờ thì món chính lên đây. Đây là cá, nó nấu kiểu Đức, cá mềm nấu trong cái sốt gì cũng đó. Mà ông chỉ lựa cá, ăn mỗi cá thôi. Còn đây, anh hàng xóm này cũng ăn cùng món với ăn cá. Cá mà cái mặt nhăn cứ như ăn, mà thôi. Là do Ân nhỏ bé quá nên là cái ghế để tựa đầu, Ân tựa không tới, thấy không? Ân phải cao hơn xíu, 5 chân nữa. Ôi, cái chân bông nó mềm mại ấm áp làm sao. No rượu say, xem phim rồi đi ngủ thôi. Good night cả nhà nghe, bye bye. Và sau khi ngủ dậy, đây là một phần ăn sáng trước khi máy bay hạ cánh. Kiều, bye bye cả nhà, bye.